Tại Việt Nam có hơn 96.000 phương tiện đánh bắt thủy hải sản. Trong đó, 35% số tàu đang đánh bắt thủy hải sản dùng ánh sáng để thu hút cá. Các loại đèn truyền thống người dân đang sử dụng chủ yếu là đèn cao áp, meta halide, công suất trên 1.000 W, hiệu suất thấp, tuổi thọ không cao, thiếu an toàn, lượng ánh sáng vô ích hắt lên trời quá nhiều, trong khi lượng ánh sáng xuống mặt biển chỉ 25%. Số lượng đèn sử dụng nhiều dẫn đến con người làm việc dưới ánh sáng có độ chói cao, nóng, lượng tia UV lớn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Để khắc phục những nhược điểm và nâng cao hiệu quả trong khai thác hải sản bằng ánh sáng, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã hợp tác với các viện, trường, chuyên ngành để nghiên cứu phát triển giải pháp chiếu sáng trong ngư nghiệp bằng nguồn sáng LED. Kết quả, Rạng Đông đã cho ra đời các loại đèn LED chuyên dụng trong khai thác thủy hải sản. Ngoài ra, Rạng Đông cũng nghiên cứu phát triển thêm các loại nguồn sáng theo phương thức kỹ thuật đánh bắt và hoạt động khác nhau của ngư dân như đèn bè, đèn thả chìm, đèn chiếu bom, đèn chiếu sáng hầm đá, hầm máy và đèn sinh hoạt. Ưu điểm của đèn LED ngư nghiệp là hiệu suất sáng cao, tiết kiệm điện, ánh sáng tập trung xuống mặt nước lên tới 90%. Cường độ chiếu sáng đèn LED mạnh nên chiếu sáng xuống nước biển sâu hơn, giúp thu hút cá được tốt hơn. Trường hợp sử dụng đèn thả chìm thì lượng ánh sáng hữu ích đạt 100% và có thể điều chỉnh độ sáng và độ sâu theo ý muốn. Một tàu lưới chụp đánh bắt xa bờ thông thường sử dụng từ 300 đến 500 bóng cao áp meta halide, tiêu tốn điện năng 500 kWh. Nếu chuyển đổi sang đèn LED của Rạng Đông có cường độ ánh sáng tương đương là 300 W thì điện năng tiêu thụ có 150 kWh, lượng dầu tiết kiệm lên tới 45%. Trường hợp tàu đóng mới có thể giảm được chi phí đầu tư máy phát công suất thấp hơn. Đèn LED chuyên dụng của Rạng Đông còn được nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống ăn mòn do muối biển. Thời gian sử dụng đạt 25.000 giờ, tương đương tuổi thọ hơn 10 năm. Chịu được xung xét tới 10 kV. Tích hợp khả năng tương thích điện từ EMC nên không ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử hay phát sóng khác trên tàu. Hiện nay đội ngũ kỹ sư Rạng Đông đang áp dụng công nghệ số, tự động hóa để nghiên cứu bổ sung thêm những tính năng hữu ích, tiện lợi hơn như tích hợp điều khiển từ xa, tăng giảm cường độ ánh sáng, sử dụng pin năng lượng mặt trời vào những sản phẩm của Rạng Đông, tạo thuận lợi và thoải mái nhất cho ngư dân làm việc trên tàu. Hiện nay, Rạng Đông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng nhận tiến bộ kỹ thuật sản phẩm và quy trình chiếu sáng chuyên dụng cho đèn đánh bắt thủy hải sản. Công nhận này là bằng chứng ghi nhận kết quả nghiên cứu của Rạng Đông –